VinFast chơi lớn, xây trụ sở tại khu nhà giàu Dubai sau khi chốt đại lý bán loạt xe điện tại đây năm nay. Sự kiện thành lập trụ sở mới tại Dubai đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast trong việc tăng cường sự hiện tại thị trường Trung Đông nói riêng và toàn cầu nói chung. Thông tin từ Cổng Thông tin Chính phủ Dubai, Government of Dubai Media Office, mới đây cho biết một trong ba phòng thương mại hoạt động dưới sự bảo trợ của Dubai International Chamber đã hỗ trợ hãng xe Việt Nam VinFast trong việc thành lập trụ sở khu vực Regional Headquarters tại Dubai. Động thái này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng ra toàn cầu của VinFast. Dubai là thành phố nổi tiếng với cuộc sống xa hoa cùng sự xuất hiện của nhiều người giàu. Đây là một nơi tiêu thụ sản phẩm xa xỉ đầy tiềm năng trên thế giới. VinFast đang đặt kỳ vọng lớn tại thị trường Trung Đông với trụ sở đặt tại thành phố giàu có này. Ông Tạ Xuân Hiển, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông, cho biết sự hợp tác với Dubai International Chamber và các đối tác uy tín khác trong khu vực sẽ là chìa khóa để VinFast nhanh chóng khẳng định vị thế của mình tại Trung Đông. VinFast đã có những bước tiến đáng kể từ khi thành lập văn phòng tại khu thương mại tự do Jebel Ali, JAFZA, với sự hỗ trợ của Dubai International Chamber. Công ty đã ký kết các thỏa thuận đại lý tại Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cho thấy tiềm năng tăng trưởng tại thị trường Trung Đông. VinFast sắp có đại lý trong UAE năm nay, sẽ bán nhiều mẫu xe điện. VinFast cũng có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm và thành lập các liên minh chiến lược với một số đối tác ở khu vực Trung Đông để gia tăng sự hiện diện trên thị trường. Để theo đuổi kế hoạch này, hãng xe Việt cũng đã có những hoạt động cụ thể tại thị trường Trung Đông. Cụ thể, tháng 5 năm 2024, VinFast đã công bố ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với đại lý Anteo Motors về việc phân phối xe điện tại UAE. Các cửa hàng đầu tiên của đại lý này sẽ khai trương ngay trong năm 2024 và bán các mẫu xe điện VinFast VF6, VF7, VF8 và VF9. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, VinFast cũng đã trưng bày mẫu xe điện cao cấp nhất của mình là VF9 tại Hội nghị Thường niên Thế giới về biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai. Đây là một trong những hội nghị quốc tế quan trọng nhất với sự tham gia của các nguyên thủ đến từ gần 200 quốc gia trên thế giới. Thậm chí, trước khi trở thành mẫu xe điện đầu tiên của hãng được ra mắt tại thị trường quê nhà Việt Nam, chiếc VFE34 của VinFast từng được bắt gặp chạy thử tại một sa mạc và mang biển số 58.663 đăng ký tại Dubai. VinFast đang mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu. Bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada và châu Âu, nhằm mở rộng ra thị trường toàn cầu, VinFast đang tiến ra những quốc gia trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Philippines cùng khu vực Trung Đông và châu Phi. Các khoản đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ được VinFast rót ra thế giới nhằm xây nhà máy, trụ sở và tiến tới đưa những mẫu